phần mềm khác, có các phần mềm khác mà online nó cũng có, chứ không phải là chỉ có cái này đâu nhá. Đấy, ví dụ như là ví dụ một số bạn mà rồi tiếp theo này, khi mà các bạn làm nghiên cứu thì chúng ta luôn luôn băn khoăn về cái chuyện tính cỡ mẫu. Rất nhiều bạn hỏi là em muốn nghiên cứu cái này, nghiên cứu cái kia thì dùng công thức tính cỡ mẫu nào, đúng nhỉ? Đấy. Thế thì để mà chúng ta có thể tính được cỡ mẫu thì chúng ta sẽ cần phải trả lời câu hỏi là vì sao mình cần phải tính cỡ mẫu, và câu hỏi thứ hai là mình dựa vào đâu để mình tính cỡ mẫu. Sau đó đến cái bước thứ ba thì mới là gì? Là chọn cái công thức tính cỡ mẫu để tính cỡ mẫu. Thế thì những cái thứ này là những cái thứ rất là cơ bản tôi dạy ở trong lớp nghiên cứu khoa học. Và nếu mà bạn nào có điều kiện thì đăng ký vào cái lớp mà vào ngày 27 tháng 7 này. Còn không thì các bạn không có điều kiện thì các bạn lên kênh YouTube của tôi, tìm cái chữ là tính cỡ mẫu Vũ Duy Kiên, thì trong đó thì tôi có những cái video tôi nói về cái lý thuyết cơ bản để các bạn tính cỡ mẫu, và hai nữa là tôi có những cái bài mà tôi hướng dẫn là thực hành luôn để tính cỡ mẫu. Đấy. Và cái thứ mà tôi hướng các bạn nhiều nhất các bạn nên sử dụng đó là chúng ta sử dụng một cái phần mềm nó có tên là Who Sample Size. Cái này dành cho các bạn ngành y thôi nhé, các bạn ngành khác thì có thể sử dụng các cái phần mềm khác hoặc là các cái công cụ khác. Thế thì vì sao tôi lại hướng các bạn sử dụng cái này? Bởi vì cái này nó rất là dễ sử dụng, và cái thứ hai là nó ngoài cái việc là chúng ta nhìn thấy cái những cái ô mà mình đưa các cái chỉ số vào, nó tự động nó tính ra cái cỡ mẫu cho mình, và ở phía dưới thì chúng ta lại nhìn thấy công thức mẫu đấy. Cho nên là gì? Cho nên là chúng ta tương đối là minh bạch trong cái việc mà chúng ta sử dụng các cái công thức tính cỡ mẫu cho nghiên cứu của mình. Nhanh nha, tôi mở ra để cho các bạn xem nhé. Một bạn hỏi tôi là lấy cái này ở đâu? Thì rất là dễ thôi, các bạn vào kênh YouTube đánh chữ là Who Sample Size, đánh đúng cái này nhé. Who Sample Size Vũ Duy Kiên. Thế thì xem cái video đó, và ở phía dưới cái phần mô tả ấy, thì nó có cái đường link các bạn có thể tải cái phần mềm này. Thế còn nếu mà không thì các bạn có thể nhắn tin cho tôi thì tôi sẽ gửi cho. Nhá, ví dụ như là cái phần mềm nó sẽ kiểu như này nhá. Đấy. Mình mở lên đúng không? Đấy thì nó sẽ ra như thế này. Và trong này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó có các cái công thức tính cỡ mẫu. Cái này nó viết bằng tiếng Anh nhưng mà nó không quá khó để mình có thể đọc đúng không? Ví dụ như là ước tính cái tỷ lệ của quần thể với độ chính xác tuyệt đối đối với độ chính xác tương đối, đúng không nhỉ? Đấy, giả sử như tôi chọn cái này nhé. Đấy, tôi kích vào đây này. Đấy, thì có phải các bạn sẽ nhìn thấy là cái công thức tính cỡ mẫu nó thân quen không? Đấy, rất thân quen đúng không? Mình cho P vào đây, cho D vào đây, nó sẽ tự động nó tính ra N đúng không? Ví dụ như là chúng ta muốn gọi là tính một chúng ta muốn nghiên cứu để xác định một cái tỷ lệ nào đó, ví dụ như là cái tỷ lệ về biến chứng ở trên bệnh nhân đái tháo đường chẳng hạn, ví dụ như vậy đúng không? Và mình biết được là một cái nghiên cứu trước thì họ phát hiện ra cái tỷ lệ đấy là 18% chẳng hạn đúng không? Thì mình đánh là 0.18 đúng không? Đấy. Thế sau đó D ở đây thì thường mình sẽ chọn là 5% đúng không? Đấy thì lập tức là nó sẽ tự động nó tính ra cho mình cái cỡ mẫu là gì? Cỡ mẫu tối thiểu cần có là 227. Đấy. Một bạn hỏi là bây giờ muốn hiểu về các cái công thức của các cái cốt lõi ở đâu, thì tôi có một cuốn sách này, cuốn sách này thì các bạn có thể đọc ở trong cái bí kíp số 5 nhé. Để tôi cho to lên cho. Đấy. Nếu mà giả sử như các bạn nào muốn gọi là hiểu một cách sâu sâu hơn một chút, hiểu là ý nghĩa vì sao cần phải tính cỡ mẫu các thứ, thì có thể mua cái cuốn sách này. Thì cuốn sách này tôi viết ở trong cái bí kíp số 5. Bí kíp số 5 tôi nói về cách tính cỡ mẫu. Đấy thì các bạn có thể mua cuốn sách này để có thể đọc. Và trong cái cuốn sách này thì tôi có nói về cái cách để mình có thể hiệu chỉnh cỡ mẫu, hiệu chỉnh cho cái tỷ lệ từ chối các thứ đấy. Đấy. Đúng không? Thứ 5 đúng không? Đấy, bí kíp số 5 này nhé. Bí kíp số 5. Đây, bí kíp số 5. Và cuốn sách đây.
À, cuốn sách này. Mua ở đâu đúng không? Mua ở đâu thì các bạn có thể lên đây. Nếu có điều kiện thì mua nhé, còn lại không thì mình hiểu cái tư duy vừa nãy tôi nói rồi đấy, xem các video. Bạn Mai bạn hỏi là thầy có sách phân tích số liệu không ạ? À? Do khung giờ thầy dạy em không học. Thực ra thì cái sách thì em có thể tìm thấy sách ở rất nhiều nơi. Đấy, mình có thể tí nữa tôi sẽ chỉ cho cách đi tìm sách mà học. Đấy. Đấy, tìm sách mà học và tìm các cái lớp khác nó phù hợp với em mà học. Đấy, thế còn lại thì hiện nay thì tôi sắp tới thì tôi sẽ viết, hiện nay tôi đang viết dở nhưng mà lúc nào xong thì tôi sẽ chia sẻ. Đấy. À, ok. Đâu nhỉ? Đây. Mua sách ở đây nhá, mua sách ở đây nhá. Đấy. Đấy, tôi gửi nhá, tôi gửi đường link nhá. Ở đây các bạn có thể đọc đọc miễn phí bí kíp số 1. Đọc miễn phí bí kíp số 1. Đăng ký mua sách nhé. Mua sách. Rồi, các bạn bình tĩnh, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn tìm sách. Sách thì vô vàn này các bạn ơi. Sách thì nhiều lắm. Sách, các bạn có thể học sách. Các bạn có thể học ở sách này, các bạn có thể học ở trên kênh YouTube của tôi này, tôi giảng rất nhiều trên đấy. Đấy. Cái quan trọng nhất là mình hiểu được cái định nghĩa, cái định hướng về phân tích thôi. Đấy, thì mình có thể làm được. Được chưa? Sách này. Các bạn ơi, có muốn tôi hướng dẫn cách tìm sách không nhỉ? Muốn muốn hướng dẫn tôi, nếu mà muốn tôi hướng dẫn cách tìm sách, đánh số 1, đánh số 1, đánh số 1, đánh số 1, đúng không? Đấy. Nhà chưa có điều kiện thì tự học. Ngày xưa nhà tôi cũng không có điều kiện nên tôi cũng dành thời gian tự học. Thế nhưng mà khi mà về sau mà khi mình thấy là mình học mà nó gọi là gì, cần cái kiến thức nó chuyên sâu và nó gọi là sử dụng thời gian hiệu quả thì mình cần phải dành thời gian đi học ở các cái lớp mà của các cái thầy tốt để hướng dẫn cho mình, thì đấy là cái tư duy. Đấy nhá. Các bạn vào YouTube nhá. À, vào vào Google nhá. Đấy, cái trang đấy nó có tên là trang LeapGen nhá, LeapGen này. Đấy, đánh chữ LeapGen nhá. Đấy, từ khóa là LeapGen nhá. Xem nó còn sống không? Thỉnh thoảng nó chết, đấy, cho nên là mình cần phải ấy. Đấy, thực ra tôi đã có cái video này, các bạn nhìn thấy video tôi này hướng dẫn lấy hầu hết các cuốn sách này, LeapGen này, đây chính là từ khóa nhá. Các bạn đánh chữ LeapGen nhá. LeapGen này. Đấy, LeapGen. Đấy. Mình kích vào đây. Và khi mà các bạn sử dụng cái này thì các bạn phải biết ơn đến những người Nga. những người bạn Nga của chúng ta, những người bạn Nga của chúng ta đã tạo ra cái trang web này. Và trong trang web này chứa rất là nhiều các cuốn sách khác nhau. Đấy thì giả sử như là em muốn học về FPS đúng không nhỉ? Trong này mình có thể đưa từ khóa vào nhé, mình có thể tìm các cuốn sách, rất nhiều các cuốn sách ở trong này. Ví dụ như em muốn tìm các cuốn sách về FPS đúng không? Đấy, FPS. Đấy. Thì có phải nó rất là nhiều sách ở đây đúng không? Đấy. FPS cho beginner này, FPS for dummy này, FPS 14 này, các thứ này rất nhiều đúng không? Và để mà mình có thể lấy cái cuốn sách mà FPS mới nhất đúng không nhỉ? Đấy. Thì mình kích vào Year nhé. Đấy. Thì có phải là mình sẽ tìm thấy các cái cuốn sách mới nhất năm 2004 này. 2004 cho đến thời điểm này có 1, 2, 3, 4, 5 cuốn này. Đấy, 2003 này. À, 2023 này, 2024 này, 2023 này. Đấy. Thế sau đó thì mình sẽ kích vào đây. Mình kích vào đây. Đấy, sau đó mình tải xuống. Mình kích vào đây nhá. Đấy, nhìn thấy không? Xong kích ghép một cái thì nó tải xuống. Đấy, thì tôi không muốn thao tác cái việc này. Nên các bạn tự làm nhé, tự làm nhé. Đấy. Ok. Các bạn ơi, có làm được không nhỉ? Có làm được đánh chữ ok, hiểu rồi và làm được rồi đánh chữ ok, tìm sách đúng không? Đấy. Tìm sách rất nhiều đúng không? Đấy. Tự học ấy nhá. Còn lại đến học với khóa học của tôi thì nó sẽ có cái điều đặc biệt hơn đúng không? Đặc biệt hơn. Đấy. Nhưng mà dành cho bạn nào có sắp xếp được thời gian và có điều kiện. Đấy. Còn các bạn khác thì tự học nhá, tự học nhá. Rồi, ok. Bí kíp số 7, bí kíp số 7.
Ngoài ra nó còn có các cái phần mềm khác, có các phần mềm khác mà online nó cũng có, chứ không phải là chỉ có cái này đâu nhá. Đấy, ví dụ như là ví dụ một số bạn mà học làm các cái nghiên cứu liên quan đến thử nghiệm lâm sàng thì mình có một cái nó gọi là PS Power, PS Power đấy, PS Power đây, PS Power này nhá, PS Power đấy. Mình có thể tải xuống nhá, mình có thể tải xuống đấy. Mình vào cái trang web này, không hiểu sao nó hơi lâu. Thế nhưng mình cơ bản mình vào xong mình tải xuống rồi mình cài đặt. Đấy, sau đó mình đưa các cái chỉ số vào. Đấy, nó sẽ tính toán các thứ cho mình, đúng không? Nó có tên là PS Power nhá. Đấy, PS Power. Đấy, thử xem hình ảnh này trông nó như nào. Đây, PS Power. Đấy, ngoài ra còn nhiều cái nhiều rất là nhiều rất là nhiều rất là nhiều các cái phần mềm khác, rất là nhiều các phần mềm khác. Đấy là liên quan đến bí kíp số 7. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.